Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết hôm nay và ngày mai, mùng 5 tháng 3 năm 2021. Thưa quý vị và các bạn, từ đêm nay sang ngày mai không còn hình thái gây mưa nên thời tiết tại các tỉnh Bắc Bộ sẽ có nắng trở lại. Ban ngày nhiệt độ sẽ tăng lên từ 1 đến 2 độ mỗi ngày, cao nhất trưa chiều phổ biến từ 22 đến 25 độ, riêng khu vực Tây Bắc là từ 25 đến 28 độ. Đối với các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc Bộ sẽ phổ biến là trạng thái nhiều mây và sương mù, có mưa nhỏ rải rác về đêm và sáng sớm, trưa chiều trời tạnh ráo, đôi lúc hửng nắng. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 24 đến 27 độ trong ngày mai và tăng tuyến tính thêm 1 đến 2 độ trong ngày mùng 6 tháng 3. Tuy nhiên từ chiều tối và đêm ngày mùng 6 tháng 3, không khí lạnh sẽ lại tăng cường trở lại, kết hợp với hội tụ gió trên mực 5.000m, khiến cho khu vực vùng núi và các tỉnh phía Đông Bắc Bộ trời chuyển nhiều mây hơn, có mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa với lượng khá. Tổng lượng mưa tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 15 đến 30 mm, vùng núi từ 30 đến 50 mm, có nơi cao hơn. Trong tháng 3 này, không khí lạnh hoạt động với cường độ không mạnh và chủ yếu lệch đông nên sẽ chỉ gây trời rét tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, số ngày rét không kéo dài. Hiện tượng sương mù nhẹ và mưa nhỏ, mưa phùn tập trung vào sáng sớm và đêm có thể xuất hiện nhiều ngày trong tháng. Với các tỉnh Trung Bộ, do không khí lạnh suy yếu nên mưa giảm và nền nhiệt cũng tăng trên toàn miền. Cụ thể các tỉnh từ Thanh Hóa tới Thừa Thiên Huế trời tạnh ráo, nhiệt độ cao nhất ngày sẽ phổ biến là từ 24 đến 27 độ, sau đó tiếp tục tăng từ 1 đến 2 độ trong 2 ngày tiếp theo. Các tỉnh từ Đà Nẵng trở vào đến Bình Thuận và Ninh Thuận, ban ngày trời nắng với cường độ nhẹ, nhiệt độ cao nhất ngày phổ biến từ 29 đến 32 độ, có nơi cao hơn. Đối với các tỉnh Nam Bộ, đáng chú ý là tình hình nắng nóng đang có xu hướng gia tăng. Hôm nay số điểm nắng nóng lan rộng gần như là cả miền Đông và sang cả một số nơi ở miền Tây Nam Bộ. Cụ thể tại các tỉnh như Bình Phước, Bình Dương, Đồng Nai, nhiệt độ cao nhất ở mức 35 độ C đến trên 35 độ C. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh, nhiệt độ cao nhất sẽ duy trì ở mức từ 34 đến 35 độ, nhiệt độ cảm nhận có thể cao hơn. Và tiếp theo sẽ là phần dự báo chi tiết thời tiết của các vùng trên cả nước mùng 5 tháng 3 năm 2021. Mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khu vực Hà Nội, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Phía Tây Bắc Bộ, nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng khu Tây Bắc trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 19 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, riêng khu vực Tây Bắc từ 25 đến 28 độ, có nơi trên 28 độ. Phía Đông Bắc Bộ, nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió đông đến đông nam cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 18 độ, vùng núi có nơi dưới 14 độ, nhiệt độ cao nhất từ 18 đến 21 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây có mưa vài nơi, gió nhẹ, phía Bắc sáng và đêm trời rét, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 23 độ, phía Nam từ 23 đến 26 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 32 độ, phía Nam có nơi trên 32 độ. Tây Nguyên, có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 22 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 33 độ. Nam Bộ, có mây, ngày nắng, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc Vịnh Bắc Bộ, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km. Giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Nam Vịnh Bắc Bộ, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Khu vực biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Khu vực biển từ Bình Thuận đến Cà Mau,
có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Khu vực biển từ Cà Mau đến Kiên Giang không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Vùng Bắc Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Quần đảo Hoàng Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc đến đông cấp 4 cấp 5. Vùng giữa Biển Đông có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vùng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Quần đảo Trường Sa có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông nam cấp 3 cấp 4. Bản tin dự báo thời tiết của chúng tôi hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.